Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, Tổng Bí thư còn là nhà lý luận sâu sắc, là nhà báo, tác giả nhiều cuốn sách vô cùng giá trị, có giá trị thực tiễn. Và mỗi một cuốn sách của Tổng Bí thư đều gửi đi những thông điệp rất cụ thể trên từng lĩnh vực như văn hóa, đối ngoại, công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Trong những giờ vừa qua, thông tin, nội dung và những hình ảnh trong cuốn sách của Tổng Bí thư đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ và bình luận. Đó không chỉ bởi giá trị tư tưởng và nội dung của tác phẩm, mà một phần vì tác giả là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người có trí tuệ, có nhân cách và có tầm nhìn chiến lược. Bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình gói bánh chưng tại nhà riêng đã lần đầu tiên được công bố trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là bức ảnh được chia sẻ liên tục và lan tỏa trong những ngày vừa qua. Bức ảnh được chụp vào ngày 27 Tết Kỷ Hợi năm 2019, thể hiện sự giản dị, gần gũi mà thật sâu sắc. Nhìn vào bức ảnh, người xem cảm nhận rõ nét những thông điệp về truyền thống dân tộc, về hạnh phúc gia đình. Cuốn sách được ra mắt vào tháng 6 năm nay với 92 bài viết, bài phát biểu, nói chuyện của người đứng đầu đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong hơn 60 năm qua. Chia sẻ về cuốn sách này, nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ dành cho đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cách đây 3 năm, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức và đến năm 2024, cuốn sách về văn hóa được xuất bản. Từ văn hóa cứu quốc, văn hóa kiến quốc đến văn hóa nguồn lực phát triển, tư tưởng ấy được Đảng kế thừa phát triển qua các kỳ đại hội vì mục tiêu đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Trong cuốn sách, tất cả những chủ trương đường lối cùng kết quả lãnh đạo của Đảng về phát triển văn hóa đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập một cách sâu sắc. Như Bác Hồ đã từng nói là văn hóa soi đường cho quốc dân, vì vậy, như Tổng Bí thư cũng từng nói, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho xây dựng cốt cách con người Việt Nam. Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tri thức sâu rộng, sự am hiểu tinh tế về tính chất, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa, của từng loại hình văn hóa. Một trong những cuốn sách cũng đang nhận được nhiều chia sẻ từ cư dân mạng, đó là cuốn sách mang tên Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn tài liệu quý này hiện đã được dịch ra 7 ngôn ngữ gồm Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan. Nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây là điều không phải cuốn sách mang tính chất lý luận nào cũng làm được, cho thấy vai trò và sự ảnh hưởng to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với một thông điệp về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đây là con đường tất yếu, duy nhất đúng để đạt được tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh với những câu nói trích dẫn, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện cũng đang trở thành những bài viết được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp. Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng. Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Những câu nói đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực. Rất nhiều cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện cũng đang được nhiều cư dân mạng tìm đọc. Có thể kể đến cuốn Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Và rất nhiều những cuốn sách ý nghĩa do Tổng Bí thư đã giải công nghiên cứu. Đặc biệt, một cuốn sách mang tên Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa được xuất bản tại Hàn Quốc vào trung tuần tháng 5 năm nay. Đây là cuốn sách đầu tiên trên thế giới viết riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tác giả Choi Chun-hyun. Ca ngợi những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất nhiều ý kiến cư dân mạng đã chia sẻ những cảm nhận của riêng mình, học hỏi ở Tổng Bí thư rất nhiều điều mang ý nghĩa sâu sắc. Tôi tin rằng mỗi công dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, sẽ luôn biết ơn, quý trọng tâm sức, trí tuệ mà cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cho Đảng, dân tộc và đất nước. Những công hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Với thế hệ trẻ chúng tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính mà còn là hình mẫu của người lãnh đạo, luôn vì lợi ích nhân dân, đất nước. Ý chí vươn lên, học hỏi không ngừng nghỉ của Tổng Bí thư là tấm gương để tuổi trẻ noi theo. Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật sự đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nỗ lực phấn đấu trong học tập, sản xuất, lao động, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, đồng thời truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ mai sau, tự tin lập thêm nhiều kỳ tích, làm rạng danh non sông, đất nước, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng chia sẻ, sách là văn bia để đời. Đọc sách của Tổng Bí thư để khắc họa rõ nét hơn chân dung giản dị của người đứng đầu Đảng ta và cảm nhận rõ hơn tình cảm của Tổng Bí thư với nhân dân, với đất nước. Để từ đó, mỗi chúng ta có thêm động lực, phấn đấu và cống hiến.